Nhiều bạn nghe nói sản phẩm kem 4K Plus trị mụn hiệu quả nên cũng rất mong muốn được thử dùng để xem hết mụn không. Liệu sự thật hết mụn có xảy ra sau khi bạn dùng sản phẩm kem 4K Plus hay không? Trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ giải thích cho những bạn nào vẫn còn thắc mắc để cho bạn hiểu và mua đúng loại sản phẩm để không phí tiền nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Bạn sẽ thấy quảng cáo là kem 4K Plus trị mụn cực hay, cực hiệu quả, nhưng sự thật là không hoàn toàn như vậy. Kem 4K Plus có công dụng chính là dưỡng trắng, se khít lỗ chân lông và giúp đẩy mụn ẩn ra ngoài. Đó là ba công dụng nổi bật nhất mà sản phẩm này mang lại. Sự thật là kem 4K Plus không chuyên trị mụn, nhưng nó có thành phần hỗ trợ ngăn ngừa mụn và đẩy mụn ẩn ra ngoài giúp sạch da. Nên một số bạn khi xài kem này cảm thấy da mặt đỡ mụn hẳn đi, là do trong kem có thành phần hỗ trợ ngăn ngừa mụn, làm sạch da, nên thành phần này khi bạn xài sẽ rất hợp với da của bạn, nên bạn hết mụn là vì thế đấy, chứ kem 4K Plus không phải là kem chuyên dành để trị mụn. Nên nếu bạn nào có ý định chữa mụn, thì nên tìm một sản phẩm chuyên trị mụn sẽ tốt và hiệu quả hơn nhiều. Có hai nguyên nhân chính khi bạn dùng kem 4K Plus mà bị nổi mụn. Nguyên nhân đầu tiên là bạn mua phải kem giả nhái. Kem 4K Plus là dòng kem dưỡng trắng da mặt cực kỳ hiệu quả nên hàng giả rất nhiều. Bạn có thể xem video phân biệt hàng thật giả bên dưới mô tả xem bạn đã mua đúng hàng thật không nhé. Khi dùng phải kem giả da rất dễ nổi mụn, vì các thành phần trong kem giả có chứa nhiều thành phần có tác dụng hiệu quả nhanh trên da, nên nó dễ làm mất lớp bảo vệ da, làm mất cân bằng da dẫn đến da dễ bị mụn sau một thời gian dùng, hoặc bị mụn ngay sau khi dùng kem vài ngày. Và nguyên nhân thứ hai ít gặp hơn là do da bạn không hợp với kem 4K Plus này, thực tế là không phải loại mỹ phẩm nào cũng hợp với mọi loại da, nên sẽ có một số ít người không hợp với kem 4K Plus dẫn đến sử dụng sản phẩm bị mụn. Thế nên khi mua hàng mà người bán cứ cam kết chắc chắn bạn dùng đẹp, thì nên xem xét lại sản phẩm có phù hợp với da của bạn không nhé. Vì không có gì là chắc chắn 100% cả. Kem 4K Plus hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là, bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem 4K Plus hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới, để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.